Tên tôi là tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay. Thì một lần nữa có sự đóng góp của tiến sĩ Vi Hồ. Thì quý vị biết rồi, đến giờ này mà quý vị coi cái chương trình đó hoặc nghe chương trình thì quen thuộc với lại tiến sĩ Vi Hồ. Thì trước khi mà đi vào chương trình thì chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả. Tường Vi xin kính chào quý vị khán thính giả của đài tiếng nói tôi, cũng kính chào Trì và tất cả anh chị em trong đài. Bữa nay rất là hân hạnh có dịp trở lại và chia sẻ với lại quý vị đồng hương của mình những cái đề tài về sức khỏe. Và cái đề tài kỳ này là mình nói về cái tuyến giáp trạng phải không, Trì? Dạ, Mà mình tuyến nói giáp về trạng, suy phải không, dạ gọi là suy suy giáp, dạ giáp. tuyến giáp trạng mà thiếu đó, nó không có hoạt động bình thường, nó thiếu thốn thì nó gọi là suy giáp. Tiến sĩ Vi Hồ biết tại sao mà hôm nay chị chọn cái đề tài suy giáp không? Là sao vậy? Dạ là tại vì chị là tuổi giáp dần, mà mình nói về giáp trạng thì có lẽ là nó hợp lý. Giáp mà giáp dần đó hả? Giáp dần á, nhưng mà nó giỡn Ồ, chơi thì thôi. là tuổi cọp rồi đó. Dạ, nói giỡn chơi vậy thôi, chứ cái vấn đề mình đề cập hôm nay là vấn đề suy giáp là tại như thế này. Thưa quý vị, là tại vì mặc dù chị làm bên bệnh viện ung thư, nhưng mà quý vị biết rồi, nhiều bệnh nhân họ đi vào để chữa trị ung thư nhưng mà họ mang theo những cái bệnh khác mà họ đã có sẵn từ xưa đến giờ, ví dụ như là đái đường hay là suy giáp đại khái vậy. Thì chị để ý thấy cũng có rất nhiều người bị cái vấn đề suy giáp. Họ đi vào bệnh viện thì họ phải trị ung thư nhưng vẫn phải tiếp tục uống thuốc về cái vấn đề suy giáp, đặc biệt là trong cái dân số là người phụ nữ đó thì đông hơn là nam. Bởi vậy tiến sĩ Vi Hồ có thể là cũng thấy cái vấn đề này nhiều ở trong cái phòng mạch của mình đúng không, tiến sĩ Vi Hồ? Dạ vâng, đúng rồi, Vi thấy cũng rất là nhiều. Vi có một cái hình này để muốn chia sẻ với lại các quý vị đồng hương của mình nha. Mà cái hình này là cái hình tuyến về cái tuyến giáp trạng á, tuyến giáp. Thì cái tuyến giáp này là nó nằm nó ở trên cái cổ của mình ha. Thì cái này là cái mạch nè, cái này là cái cổ của mình. Thì trong cái cổ của mình thì mình có những cái mạch máu như là tĩnh mạch, động mạch. Thì những cái mạch máu này nó từ mà máu từ nó luân hoàn, nó từ tim qua phổi, từ phổi xuống những cái cơ thể của mình, rồi nó lấy những nó chuyển oxygen, rồi nó lấy những cái chất mà thừa thải trở lại để nó đi về lại tim để mà nó lọc. Thì nằm trong những cái bộ phận cái cơ thể rất quan trọng này á, thì mình thấy có một cái tuyến ở đây đó, cái tuyến này gọi là cái tuyến giáp trạng đó. Thì cái tuyến giáp trạng này thì nó có hai bên của mình, nó giống như cái hình con bướm vậy phải không, tiến sĩ Trị? Dạ Giống đúng như hình rồi. con bướm đây, thì đó là hai cái tuyến này ở đây. Thì đằng sau hai cái tuyến này cũng có một hai cái tuyến khác nữa, nó cũng rất là quan trọng, rất là gọi là parathyroidism, là cái tuyến đó là nó chuyên môn lo về cái những cái chất calcium đồ trong người mình. Nhưng mà bữa nay mình chỉ giới hạn với cái buổi nói chuyện mình về cái tuyến giáp trạng chính ở đây. Thì nó có Dạ. hình con bướm nó ngay trước cổ của mình. Mà thông thường á, nếu mà nó không có nếu không nó không có vấn đề như là nó bị sưng lên hay nó nổi những cái bướu ra đó, thì khi nào mình ngó một cái người đối diện á, thì ít khi nào mình thấy được cái tuyến giáp trạng này. Chỉ khi nào những cái người mà có sự huấn luyện rồi thì có thể mình khám, mình để như là Vi thì Vi hay để hai tay đây này, rồi nói bệnh nhân nuốt lên một cái. Thì thí dụ như cái tuyến giáp trạng này nó có vấn đề như là nó sưng lên hay nó có những cái bướu á, thì khi mà bệnh nhân nuốt nước miếng lên á, thì mình cái tay mình nó có thể có cái cảm giác là cái tuyến đó nó lên xuống, nó lớn hay nhỏ như thế nào. Thì thông thường đó là những khi mà mình đi khám bệnh thường niên á, hàng năm á, thì thông thường bác sĩ hay là y sĩ sẽ khám cái đó cho quý vị. Thì cái đó là cái tuyến ngay trước 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 cổ của mình. Mà phần lớn á, là như như chị nói á, là phụ nữ nhiều hơn nam giới. Mà hình như là cái tuyến giáp trạng này nó cũng xảy ra rất là nhiều trong cái nếu mà mình nói về cái tỷ lệ mà cái người bệnh với người không người bệnh á, thì khi mình lớn lớn thông thường lớn tuổi một chút á, là cũng thường hay hay bị như vậy. Thì có những cái nguyên nhân nào mà có thể nó làm ra cái một trong người ta bị cái suy tuyến này không, tiến sĩ Trị? Dạ thì thưa chị Vi Hồ cũng như là thưa tất cả quý vị khán giả, thì có một số nguyên nhân mà có thể gây ra hoặc đóng góp vào cái vấn đề mà suy giáp.
thì cái nguyên nhân hàng đầu đó người ta nói đó gọi là cái bệnh Hashimoto, tức là trong cái trường hợp đó đó là do cái cơ thể mình, cái hệ miễn của cơ thể mình nó tạo ra cái giống như cái kháng thể nó chống lại cái tuyến giáp trạng, thì nó đưa đến cái tình trạng là cái tuyến giáp trạng nó bị suy thoái hoặc không sản xuất đủ cái hormone để mà giúp cho cơ thể mình. Nhưng mà tiến sĩ Vi Hồ mới đề cập hồi nãy đó thưa quý vị là cái tuyến giáp trạng nó rất là quan trọng, nó điều khiển tất cả những cái hầu như tất cả những cơ quan trong cơ thể của mình, mà khi mà nó thiếu thì nó gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Thì như chị nói một lần nữa, cái nguyên nhân đầu đó thường là phổ biến nhất là gọi là Hashimoto disease, là trong trường hợp đó là cơ thể nó gọi là các autoimmune disease, tức là nó chống lại cái tuyến giáp trạng, đưa đến cái tình trạng tuyến giáp trạng không có sản xuất đủ hoặc là thiếu hoàn toàn cái hormone để mà giúp cho cơ thể mình. Cái thứ nhì nữa đó là có thể gọi là thyroiditis, mình dịch đại khái tức là inflammation của cái thyroid, của cái tuyến giáp trạng. Thyroiditis inflammation có nghĩa là nó bị sưng đó thưa quý vị, nó sưng nó không hoạt động bình thường, hoặc là đôi lúc cũng 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 là một nguyên nhân nhưng mà thường hiếm là một đứa nhỏ sinh ra nó đã bị cái tuyến giáp trạng không hoạt động bình thường, nó gọi là congenital hypothyroidism. Trường hợp khác á, là người mà họ bị goiter. Goiter là quý vị để ý thấy đôi lúc Việt Nam mà mình đi ra ngoài đường á, mình thấy có nhiều người cái cổ họ nó sưng lên á, phía trước đó thì cái đó gọi là bú cổ đó thì quý vị. Thì trong trường hợp đó vì vấn đề y tế cũng như là vấn đề thẩm mỹ, đôi lúc bác sĩ phải mổ đi, thì khi mà mổ lấy ra đó thì nó gây ra cái tình trạng là bị thiếu cái chất kích thích tố từ cái tuyến giáp trạng gọi là suy giáp, hoặc là một số người bị ung thư cái tuyến giáp trạng rồi bác sĩ phải mổ lấy đi một phần hoặc là lấy ra hoàn toàn. Tại vì khối u nó nằm đó thưa quý vị, thì sau này nó đưa đến cái tình trạng là thiếu cái kích thích tố từ cái tuyến giáp trạng. Hoặc là đôi lúc một số quý vị là có thể là trong quá khứ trị về vấn đề ung thư hoặc những vấn đề khác mà nó bị gọi là radiation á, tức là tia phóng xạ mà nó đưa đến cái vùng cổ của mình á, thì sau này nó ảnh hưởng đến cái tuyến giáp trạng thì cũng thể gây ra cái tình trạng là thiếu cái chất kích thích tố từ cái tuyến giáp trạng. Hoặc đôi lúc một số thuốc mà quý vị uống thưa quý vị, sau này thì có lẽ là chị chị và tiến sĩ Lê Hồ để đi sâu vào những cái loại thuốc đó để quý vị biết là có thể mình uống cho những cái bệnh khác nhưng mà nó lại cái tác dụng phụ của nó là gây ra ảnh hưởng đến cái tuyến giáp trạng của mình thưa quý vị. Thì Vi dạ thấy có một cái một việc nữa là cái vấn đề thực phẩm của mình á. dạ như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó thưa quý vị, thì thực phẩm đôi lúc Trên Việt thế Nam của giới mình à, Việt Nam dạ mình nó có hay dùng nó thức muối á, thông thường dạ muối nó có cái chất iodine iodide đó, thì dạ bên này Vi thấy bên bên ngoài chợ Mỹ á, thì muối rất là có nhiều loại muối, như muối từ biển, làm từ ngay từ biển, nước muối từ biển ra, rồi có những cái loại muối là có thể họ làm từ những cái hầm mỏ. Nhưng mà phần chính đó là có hai loại muối, muối nó có thường, với lại có một loại muối khác đó, nó cộng thêm một cái chất iodide hay là iodate, tiếng Việt Nam mình gọi là như vậy, iodate đó. Thì cái đó là thông thường nhà Vi hay ăn muối á, thì hay dùng cái chất iodate đó, để iodate à, xin lỗi nói hơi lộn, iodate bên này là iodide, còn Việt Nam mình chứ là iodate. Thì cái đó là thông thường họ khuyên là nên nên dùng cái đó, tại vì nhiều khi trong thức cái lượng iodide hay iodate đó, nó nhiều khi cái lượng cần nó rất là ít ít nên nó ít, nhưng mà nhiều khi thức ăn mình không có thì nó không có đủ để bồi bổ cho cơ thể của mình. Thì Vi nghĩ nếu mà đồng bào mình mà có thể được thì chú ý về vấn đề đó. Dạ, chị Vi Hồ nói chị mới nhớ hồi xưa mà chị có dịp mà lên lên Kon Tum á, lên Cao Nguyên, lên Buôn Ma Thuột rồi đó, thăm gia đình hồi đó còn chị còn nhỏ lắm á, lâu lắm rồi. Thấy có mấy người thường á chị, tức là mấy người ở Cao Nguyên mà mấy người bản xứ mà ở Cao Nguyên em thấy họ bị goiter, tức là bị bú cổ nhiều lắm á chị. Thì bây giờ tiến sĩ Vi Hồ nhắc thì chị mới nhớ có lẽ là tại nhiều khi ở miền núi nhiều không có ăn cái đủ muối bởi vì chị thấy nhiều hơn là đồng bào ở dưới miền đồng bằng á, tiến sĩ Vi Kinh Hồ. á, mình kinh á, Người kinh bác mình gọi sĩ người thường á chị hả?
Thưa quý vị, cũng như là tiến sĩ Vĩ Hồ thì mình đề cập sơ sơ cái vấn đề là thứ nhất là cái tuyến giáp trạng là gì, rất là quan trọng thưa quý vị, tại nó điều khiển rất nhiều là cơ quan trong cơ thể mình, bởi vậy nếu mà nó thiếu nó hụt á, thì nó rất là nguy hiểm thưa quý vị. Thứ nhì nữa đó là mình nói sơ sơ về cái vấn đề là cái nguyên nhân nào hay là những nguyên nhân nào có thể đưa đến hoặc đóng góp vào cái vấn đề là suy giáp hoặc là thiếu cái thích tố từ cái tuyến giáp trạng. Thì có lẽ là chị sẽ nhờ tiến sĩ Vi Hồ nhắc một số cái triệu chứng để quý vị nào mà mình nghe đài hoặc là họ mình theo dõi tin tức thì mình có thể biết là những cái triệu chứng đó như thế nào để mà mình đề phòng. Thưa tiến sĩ Vi Hồ thì có lẽ là tiến sĩ Vi Hồ đề cập một số triệu chứng thông thường mà cái vấn đề mà suy giáp có thể gây ra để quý vị được biết không tiến sĩ Vi Hồ? Dạ thưa kính kính thưa quý vị, thì vì thấy là cái suy giáp tuyến tuyến giáp trạng của mình nó rất là quan trọng. Nhiều khi nó có thể liên quan tới vấn đề như là vui buồn. Nhiều khi mình thấy mình rất là vui, thấy cái gì cũng muốn làm, cử động rất là nhanh. Còn nhiều khi cái vấn đề buồn, nhiều khi nó mình ngồi đâu ngồi một chỗ không muốn làm gì, hay là suy nghĩ những cái vấn đề mà không có được gọi là positive, hay là những cái vấn đề mà không có làm cho mình có nhiều năng động á, thì đó là những cái triệu chứng. Thí dụ như là mình cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ mình, tại vì hôm nay cái đề tài mình nói về là suy 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 giáp nhé, thì vì chị xin trình bày với quý vị những cái triệu chứng mà nó liên quan tới cái suy giáp này. Thì cái suy giáp á, là nhiều khi mình thấy trong người mệt mỏi, không muốn cử động, nghĩa là không có năng động như cái dạo trước. Mà những cái triệu chứng này nó sẽ tới từ từ thôi, chứ không phải là hôm nay là rất là năng động, ngày mai cái tự nhiên xìu xuống. Thì cái đó là một vấn đề khác. Vấn đề suy giáp nó sẽ đi từ từ, nó rất nhiều khi nó tới nhiều khi 5 3 năm, một cái thời gian dài để mình có những cái triệu chứng. Mà một khi mà mình có những cái triệu chứng này á, thì cái tuyến giáp của mình suy tuyến giáp á, thì nó cái con số có những cái con số nó cho mình biết là cái lượng cái hormone trong người mình, hay là cái thích tố mình nhiều hay ít, thì cái đó là mình có thể tìm hiểu bằng bằng cách thử máu. Nhưng mà trở lại những cái triệu chứng á, là mỏi mệt, không muốn làm gì, không có năng động. Tại vì mình không muốn làm gì, không năng động, thì trong cơ thể mình nó bắt đầu phải lên cân. Thì cái người mà suy tuyến giáp á, là lên cân nhiều. Rồi là nhiều khi cái mặt á, mình trở thành nó tròn, rồi cái da nó cũng khô đi, da nó khô đi. Với lại Vi cũng xin lỗi quý vị đồng hương của mình, thì cái vấn đề trực tràng, vấn đề tiêu hóa của mình nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Mình nhiều khi mình đi cầu á, hay là đi đi tiêu á, thì nó rất là ít hơn, thành ra nó sẽ trở thành cái bệnh gọi là cái bệnh tiêu bón, táo bón á. Mà nhiều khi nó táo bón có thể thành kinh năm. Rồi cái tim đập của mình á, nó thấp lại, thì suy á, là cái gì cũng giảm xuống, là tim đập cũng giảm xuống, năng động cũng giảm xuống, đi tiêu cũng giảm xuống, mặt sưng lên, rồi lên cân. Rồi nhiều khi cái tiếng tiếng nói của mình nó cũng bắt đầu khàn khàn nữa. Tiếng nói sáng nay mình khàn khàn là tại vì những nguyên nhân khác, chứ không phải là giáp trạng. Tuyến giáp trạng đã chắc rồi, đã thử rồi, nó ok lắm. Rồi cái cholesterol của mình cũng lên nữa, rồi cái bắp thịt của mình, những cái khớp á, lại nó nhức mỏi, nó đau. Rồi nhiều khi cái tóc của mình đó quý vị, nó trở thành là nó rụng ra nhiều hơn. Thành ra tóc ngày xưa mình rất là nhiều, rồi bây giờ từ từ nó lại rụng tóc. Rồi mình cảm thấy trong người mình cảm rất mệt mỏi, thành nó có thể nhiều khi nó gọi là depression, hay là tự nhiên mình có cái không muốn làm gì, không muốn vui buồn. Thường thường thấy cái người mình lúc nào nó cũng giống như buồn buồn, rồi lên lên cân nữa. Thành ra cái rất là nhiều khi cái tại vì khi mà cái những cái tuyến giáp trạng này nó chậm lại, nó thấp đi, thì cái tuyến giáp trạng mà Vi nãy chỉ cho quý vị coi xem á, thì nó làm việc nhiều hơn. Nó nói sao mà tiết ra những cái tuyến cái thích tố này thấp quá vậy, thì phải năng động một chút chứ, phải ráng lên, thì nó làm cho nó kích kích thích những cái tuyến ở chỗ này, tuyến giáp trạng mình nó làm việc nhiều hơn. Mà một khi nó làm việc nhiều hơn á,
thì những cái tuyến này nó sẽ lớn ra lớn hơn. Thí dụ như mình tập thể dục thể thao á, thì cái tay chân mình nó sẽ nảy nở, nhưng bắp thịt nó nảy nở thì cái này nó cũng bắt nó phải làm việc nhiều, nó sẽ nảy nở ra. Mà một khi nó nảy nở rỡ ra thì cái chỗ cái cổ của mình nó sẽ thành những cái giống như nó lớn hơn lên, có thể thành những cái bướu trong đó. Thì nó những cái người mà thấp có suy giáp tuyến giáp á, thì nhiều khi cái cổ nó cũng có thể nó có những cái tuyến khác nó nổi lên á, thì nó là sưng lên. Rồi nhiều khi mình cái như vì đã nói là cái tim nhịp đập, mà tim mà mình nhịp đập mà nó thấp lại á, thì nó đâu có đủ máu nó lên nó bồi bổ cho tất cả những cái cơ quan trong người mình. Thành ra nhiều khi có thể là không không có bình thường. Nhiều khi cái đầu óc suy nghĩ nó không được nhanh nhẹn như ngày xưa. Thì khi một người, nhất là những người phụ nữ á, và tự thấy cảm thấy trong người mình mỏi mệt, có cái vấn đề nhiều thay đổi, thì có hai vấn đề. Nếu mà mình vào trong những cái tuổi mà hồi xuân á, hay là trong bốn mấy bốn khoảng chừng 45 cho tới 51, 52 á, thì có thể mình đã vào trong cái gọi là cái gì, cái tuổi gì, tuổi Mãn menopause, kinh, mãn mãn kinh, kinh, tiền mãn kinh, thì dạ. đó là nó ảnh hưởng tới cái đó. Rồi đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì á là cái tuyến giáp trạng mình có thể nó bị thấp đi đó. Thì đó là những cái triệu chứng mà một khi quý vị, không những phụ nữ mà nam giới có những cái triệu chứng như vậy, thì là mình cũng nên đi 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 coi thử, đi khám xét nghiệm lại coi thử mình có bị cái đó hay không. Dạ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn quý vị khán giả. Thì đối với em, chị em phụ nữ thì mình nên để ý là nhiều khi cái kinh nguyệt nó không có điều hòa đó, thì mình cũng có thể là có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nếu mà mình điều tra nghiên cứu hoài mà không thấy cái nguyên nhân nào mà mình có thể nghĩ đến được, thì mình cũng nên đi thăm bác sĩ để coi thử người ta check cái tuyến giáp trạng của mình nó như thế nào. Tại khi mà cái tuyến giáp trạng mà nó không hoạt động bình thường, mà nó không có tiết ra đủ cái tích tố, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái chu kỳ kinh nguyệt của mình. Rồi bên cạnh đó có những chị em phụ nữ mà ráng có baby mà ráng hoài mà cũng không được, thì mình cũng cũng có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong trường hợp này thì mình cũng nên đi thử coi cái tuyến giáp trạng của mình nó như thế nào. Tại vì thử thì nó cũng đơn giản, như tiến sĩ Phi Hồ đề cập trong phần đầu của chương trình đó, thì mình có thể thử máu rất là đơn giản, thì mình có thể chẩn đoán được cái vấn đề cái người đó như thế nào. Rồi tiến sĩ Vi Hồ nãy cũng đề cập cái vấn đề là khô tóc nè, rồi khô da, rồi nhiều khi rụng tóc. Làm cho chị nhớ nhiều khi rụng tóc nhiều đó là chị nhớ các bài hát là tóc gió thổi bay đó, tại vì rụng hết rồi còn bay gì được nữa. But anyway, chị nói đùa vậy thôi. Với lại nói không có tóc đó, thì quý vị cũng nên nhớ là đừng bao giờ mà đi đi quà tặng cho ai mà không có tóc, mà mình tặng cho người ta cái lược thì người ta chửi chết. Anyway, với lại một điểm nữa là đôi lúc mấy người mà thiếu cái tuyến giáp trạng á, thì họ cứ cảm thấy lạnh lạnh hoài. Thì quý vị, ai xung quanh mình cũng cảm thấy nóng hết trơn, mà mình lúc nào cũng bận áo ấm vô hết. Thì có thể là có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nếu mà mình để ý mình thấy vậy hoài đó, lúc nào mình cũng thấy lạnh lạnh trong người, thì có thể một lần nữa có thể là cảm cúm thế này nọ, nhưng mình nên đem check check thử coi bác sĩ check coi cái tuyến giáp trạng của mình như thế nào. Thưa quý vị cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì mình nói về cái tuyến giáp trạng, mình nói cái nguyên nhân, mình nói những cái triệu chứng, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể đề cập sơ sơ về cái vấn đề mà chẩn đoán cái bệnh mà suy giáp như thế nào cho quý vị rõ không, tiến sĩ Vi Hồ? Dạ kính thưa quý vị, thì vấn đề chuẩn đoán cũng rất là dễ thôi, không có khó lắm. Nhưng mà Vi cũng xin nhấn mạnh nữa là phụ nữ là một trong những cái dễ dễ bị cái suy giáp. Với lại sau khi mà mình 60 tuổi trở lên á, là càng lớn tuổi thì càng nhiều bệnh, mà những cái bệnh này là một trong những cái bệnh là nó liên quan tới cái tuổi 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 của mình á. Thì với lại hồi nãy mình nói là thuốc men, thì có nhiều cái thuốc men nó cũng có thể làm cho cái bị suy giáp. Thì vì nhớ là có những cái loại thuốc giống như cái thuốc, nhưng mà cái thuốc người ta để trị những cái người mà nhiều khi cái tâm lý á, hay là nó gọi là psychosis, mà không biết tiếng Việt mình dịch là gì, thì để nó làm cho cái cho trong người mình nó quân bình trở lại, thì họ hay cho cái thuốc gọi là thuốc lithium á, thì Dạ. uống vào thì cái tuyến giáp trạng đó nó có thể bị suy suy giáp. Thì Vi nghĩ là một khi mà mình uống những cái loại thuốc đó
thì thứ nhất á, là mình nên hỏi thử, một là dược sĩ hay là bác sĩ về những cái phản ứng phụ, coi nó có cái vấn đề đó hay không. Với lại thứ nhì nữa là mình cũng nghĩa là theo dõi cái cơ thể của mình, khi mà mình uống những cái loại thuốc như vậy nó có làm cái thay đổi cái gì hay không. Thì bây giờ trở lại cái câu hỏi là về định bệnh, thì một khi thí dụ cho quý vị thấy cảm thấy trong người mệt mỏi, ăn thì không nhiều mà cân thì nó cứ lên, rồi ban đêm nằm ngủ phải đắp hai ba cái mền tại vì nó lạnh, nó lạnh, còn trong khi người chung quanh thì là nóng than nóng, mình là cứ lạnh, thành ra hay là có những cái sự thay đổi bất thường, không có được bình thường như ngày xưa thì cũng nên đi khám. Thì một khi mà mình đi khám hàng năm á, thì thông thường trong cái những cái lấy máu á, thì thông thường người ta hay thử máu. Thử máu á, thì người ta thử coi cholesterol mình ra sao, lượng đường mình như thế nào, rồi những cái gan thận đồ nó có làm việc bình thường hay không. Thì thông thường nếu mà đi khám hàng năm á, nếu mà bình thường mình không có triệu chứng gì á, thì người ta cũng có, bác sĩ có thể thêm cái một cái phần thử máu về cái tuyến giáp trạng. Thì thông thường nó bên đây nó viết tắt là chữ T, chữ S, chữ H, hay là thyroid stimulating hormone, nó là nó coi thử trong tuyến giáp của mình có cái vấn đề hay không. Nhiều khi cái thử cái đó cũng có ba bốn loại, nhưng mà vì chị nói cái loại chính là cái chữ T H, từ T S H á, TSH á, thì nếu mà nó con số nó cao lên á, thì nó có thể chứng tỏ cho mình biết á, là trong cái tuyến giáp trạng của mình bây giờ đang có sự hoạt động rất rất là nhiều, để cho nó kích thích cái, nó làm ra cái kích thích tố đó thì nó lên cao. Thì một khi mà mình ngó vào cái con số đó, mình sẽ ngó vào mình sẽ biết á, là nó có thể nó là nguyên do từ đâu, mình đang thiếu cái gì. Thì đó cái đó chỉ là thử máu, là mình thử máu. Còn thí dụ trong trường hợp á, mà khi mà mình bác sĩ vào họ khám cái cổ mình thì thấy cái cổ mình có cái bướu hay là có những cái vấn đề nào như vậy, thì có thể nếu mà tìm hiểu thêm á, thì họ có thể cho đi siêu âm cổ. Nếu mà siêu âm cổ có vấn đề gì mà khả nghi, có những chứng bệnh khác như bệnh khê, bệnh cancer này nọ kia, thì có thể người ta làm phải làm sinh thiết. Nhưng mà vấn đề suy suy giáp á, thì thử máu với lại cộng thêm cái vấn đề mà chắc cái cổ này, khám ở cổ này, thì người ta cũng có thể định bệnh được được. Rồi là nhiều khi còn nghe tim, nghe tim có cái nhịp đập nó có bình thường hay không, cái chỉ số nó có đúng, nó có bình thường trong trong cái giới hạn, trong cái tuổi của mình hay không. Thì khi mình khám tổng quát, mình thử máu, thì hai cái với lại cái những cái triệu chứng nếu mà có, thì bác sĩ có thể dựa vào những cái ba cái vấn đề đó mà có thể định bệnh cho mình. Thì nói cái vấn đề định bệnh thì nó cũng với lại cái quá trình, người ta sẽ hỏi cái quá trình, cái tiền sử của mình có cái làm cho mình có nhiều nguy cơ để bị suy suy giáp hay không. Thì cái vấn đề vận định định bệnh nó cũng rất là dễ chứ không có phải là khó. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ nãy có đề cập một trong những loại thuốc mình uống mà một số người uống đó, cái thuốc lithium á, để mà cho cái bệnh về thần kinh á, đôi lúc nó có thể gây ra cái tình trạng là ảnh hưởng đến cái tuyến giáp trạng của mình. Chị cũng nhớ có một loại thuốc nữa gọi là Emodiron. Quý vị có thể uống cái loại thuốc đó, là tại vì một số quý vị, nhất là cái độ tuổi mình hơi cao đó, mà cái tim mình nó có vấn đề mà tiếng Anh nó gọi là atrial fibrillation hoặc là AFib, mà tiếng Việt mình gọi là rung tâm nhĩ. Buồn cười lắm, hồi xưa với tiến sĩ Thi Hồ với chị đó có nói về cái đề tài này ở trên TV lâu lắm rồi. Thì hai chị em không có biết tiếng Việt mình cái atrial fibrillation là gì, thì dòm ra mới biết là gọi là rung tâm nhĩ. Thì rung tâm nhĩ đó, một số người mình uống cái thuốc Emodiron về lâu về dài đó, thì có thể là nó ảnh hưởng đến cái tuyến giáp trạng của mình. Bởi vậy quý vị nào mà bị bệnh rung tâm nhĩ, cái bệnh đó đôi lúc nó là kinh niên thưa quý vị, thì mình uống cái thuốc Emodiron đó, thì mình để ý là lâu lâu đi bác sĩ người ta check cái tuyến giáp trạng của mình để coi nó có bị ảnh hưởng hay không. Có lẽ là sau này trong những chương trình tới, chị có lẽ là nhờ tiến sĩ Vi Hồ đề cập về cái vấn đề rung tâm nhĩ, là tại vì cái vấn đề đó đó nó cũng, chị thấy nó cũng phổ thông trong số những người hơi cao tuổi một chút xíu. Thì sau này mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề đó. Riêng về cái vấn đề mà suy giác ngày hôm nay mà tiến sĩ Vi Hồ với chị đề cập đó, thì nó cũng rất là phổ biến thưa quý vị. Theo cái thống kê đó, người ta thấy có khoảng 5% dân số
mà chị nói về dân số Mỹ chứ chị không biết là những dân số khác như thế nào. 5% dân số là của Mỹ đó là bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề suy giáp. Thành ra chị quý vị thấy đi, 5 người trong số 100 người là cũng nói chung là cũng nhiều. Đặc biệt tiến sĩ Vi Hồ đề cập trong chương trình lúc mà ban đầu đó là nhất là chị em phụ nữ thì dễ bị hơn là nam. Bên cạnh đó nếu mà mình lớn tuổi á, thì mình dễ bị hơn là người trẻ tuổi. Rồi đặc biệt á, nó xảy ra trong những người mà cái sắc dân loại gọi là da trắng hoặc là châu Á như mình. Những người nào mà tóc hơi bạc sớm thì quý vị thì tóc bạc sớm thì có lẽ là do cái di truyền, nhưng mà mình nên để ý cái điểm đó là tại vì người ta nói là đôi lúc cái tóc bạc sớm á, thì mình nên check cái tuyến giáp trạng của mình. Không phải là cái tuyến giáp trạng nó thấp làm cho tóc bạc sớm, nhưng mà những người mà có tóc bạc sớm á, lúc mới có 30 tuổi mà tóc bạc trơ rồi á, thì mình nên đi check nhiều nhiều thứ, nhưng mà trong đó là mình có thể là nhờ bác sĩ check dùm cái tuyến giáp trạng của mình. Thành ra quý vị nên để ý cái điểm đó. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì còn vài phút thì trước khi kết thúc chương trình, tiến sĩ Vi Hồ có thể nói sơ sơ về cái vấn đề chữa trị cái bệnh suy giáp này cho quý vị nghe được không, tiến sĩ Vi Hồ? Dạ kính thưa quý vị, trị bệnh này thì thật sự ra cũng không có phức tạp lắm đâu. Một khi mà mình thử máu rồi, cộng với lại những cái lời chia sẻ của bệnh nhân hay là của quý vị với lại bác sĩ của mình, thì mình có thể định được bệnh. Và khi mình định thì nếu mà mình thiếu á, thì mình sẽ bổ túc. Có nghĩa là thiếu trong người mình nó không có đủ cái chất kích thích tố hay là cái chất để mà nó giúp cho cái giáp trạng nó được trở lại bình thường á, thì mình uống thuốc thôi. Thì hiện thời trên thị trường rất là nhiều loại thuốc để mà trị về cái đó. Thì có một cái loại thuốc mà Vi thật sự sự không muốn nói những cái tên ở đây để nhiều khi người ta hiểu lầm, người ta tưởng tưởng mình là quảng cáo cho những cái cơ quan đó. Nhưng mà một khi mà đã định bệnh rồi thì rất là nhiều thuốc. Thì thông thường có những cái loại thuốc như là nó tiếng Mỹ nó gọi là levothyroxine, Synthroid này nọ kia. Thì một khi mà quý vị đồng bào mình trên toàn thế giới thì cứ đi theo những cái lời khuyên của bác sĩ của mình ở nơi đó, thì họ sẽ cho những cái loại thuốc của mình. Thì những cái loại thuốc này thông thường vì cho đó ký toa thì là bắt đầu thấp, cái độ nó thấp, rồi nó từ đó rồi khoảng chừng bệnh nhân sẽ trở lại khoảng chừng 4 tuần lễ hay 6 tuần lễ trở lại để mà lấy lại thử máu lại lần đầu, coi cái lượng kích thích tố đó nó có đủ tới cái tiêu chuẩn của quý vị trong cái sự đòi hỏi trong cái cơ thể của quý vị như thế nào hay không. Nhiều khi cái thuốc đó có những cái người mà rất là nhạy, Việt Nam mình gọi là nhạy, do một loại thuốc cái loại thuốc cái độ nó rất là nhỏ nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất là nhiều. Thành ra thí dụ mà cơ thể mình bây giờ nó đang gọi là đang thấp á, suy suy giáp á, thì mình mệt mỏi này nọ, nó hoạt động chậm chạp. Nhưng mà khi mà uống thuốc rồi á, nhưng mà nếu cái thuốc đó nó rất là nhạy cho quý vị, thì quý vị từ từ thấp nó nhảy lên cao, thì cái tim ngày xưa nó đập rất là thấp, bây giờ nó đập rất là cao. Rồi ban đêm nhiều khi trăn trở không ngủ được, rồi ngày xưa là lên cân nhiều, bây giờ tự động nó sụt cân rất là nhiều. Nhiều khi mình thấy là mình lúc nào cũng căng thẳng hết á, thì đó là những cái triệu chứng mà cái thuốc đó nó rất là cao đối với lại cái cơ thể của quý vị, thì quý vị cũng nên để ý. Có nghĩa là Vi muốn nói là một khi mà quý vị uống thuốc á, thì nên theo dõi trong cơ thể mình có cái sự biến chuyển gì hay không, để mà khi mà gặp bác sĩ á, thì mình có thể nói lại với họ những cái triệu chứng đó để cho họ có cơ hội để mà điều chỉnh lại cái thuốc của mình. Nhưng mà quý vị biết không, thí dụ như mà sau khi một thời gian á, mà cái lượng thuốc của mình nó bắt đầu điều hòa rồi á, thì quý vị không có nên bỏ nữa nha. Tại vì có nhiều người họ thấy á, là ô bây giờ tôi bình thường rồi, tôi chỉ uống cái tôi chỉ cần uống này chừng vài tháng là thôi, có nhiều người bỏ luôn. Thì cái đó là không nên, tại vì cái thuốc này có nghĩa là cái cơ thể mình đã yếu rồi. Thì là mình phải bổ bổ sung bổ túc cho nó thành cái tuyến giáp trạng á, mà uống thuốc á, mà về suy giáp á, thì cái đó là phải uống cả đời đó nha. Chỉ khi nào nó có những cái triệu chứng gì mà không hợp với mình á, thì sẽ phải tu bổ điều chỉnh lại, chứ không phải uống được một vài tháng, dài ba hay là dài ba năm rồi ồ tôi khỏe rồi tôi không uống nữa.
thì cái đó là Vi khuyên là cái đó không không nên. Tại vì khi quý vị không uống nữa đó, thì trong người mình đâu có cái gì để mà nó tu bổ đâu. Thì nó mình trong người mình sẽ trở lại trạng thái lúc ban đầu mà nó còn suy sụp hơn. Tại vì cái tuổi bên đời mình nó cộng thêm rồi mình có thể có những cái nhiều bệnh khác. Thì bây giờ lại thêm trở lại như vậy thì nó đòi hỏi cái thời gian lâu hơn để quý vị uống thuốc rồi trở lại trạng thái bình thường. Thì cái đó là Vi thấy là rất là bình đồng bào mình hay 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 uống thuốc, chừng một sợ thuốc lắm, thực sự là ai cũng sợ uống thuốc lắm. Mà đâu đâu có mình đâu, nếu mình không cần thì mình đâu có uống làm gì đâu, phải không? Thành ra nhiều khi mình thấy tôi trở lại trạng thái bình thường rồi tôi không cần uống nữa. Nhưng mà đặc biệt là với cái suy suy giáp á, là mình uống mà phải uống cả đời. À, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái vấn đề là mình uống thuốc tuyến giáp đạn là mình phải uống cả đời. Thì chị cũng nhắc quý vị là có một số quý vị mà bị bệnh đái đường loại 2 đó, tức là sau này lớn tuổi hay là nhiều khi lên cân nhiều quá rồi cái lượng đường trong máu nó cao, thì đôi lúc người ta phải uống thuốc đái đường, hoặc là uống bị cao huyết áp chẳng hạn thì phải uống thuốc cao huyết áp. Có nhiều người bệnh nhân hỏi chị rằng thì là uống thuốc đái đường hay uống thuốc cao huyết áp là tôi uống cả đời phải không? Nhiều phần trăm là như vậy thưa quý vị, nhưng mà cũng có một số trường hợp á, là cái huyết áp mình nó cao quá nhưng mà rồi mình ăn uống điều độ, mình thẳng trong cuộc đời mình nó giảm xuống thì cái huyết áp trở lại bình thường, thì đôi lúc không cần phải uống thuốc nữa. Nhưng một lần nữa mình phải make sure là mình nói chuyện với bác sĩ trước khi mình ngưng thuốc. Còn cái bệnh đái đường cũng vậy, đôi lúc một số người bị đái đường hơi cao chút xíu thôi, nhưng mà bác sĩ sợ ảnh hưởng sức khỏe của mình về lâu về dài đó thì cho mình uống thuốc đái đường. Nhưng mà nhiều khi mình lại giảm cân đi, mình tập thể dục thể thao, mình ăn uống điều độ kiêng cữ, thì đôi lúc cái lượng đường nó trở lại bình thường thì nhiều khi mình không cần phải uống thuốc đái đường nữa. Nhưng một lần nữa trước khi mình ngưng bất cứ loại thuốc nào mình nói chuyện với bác sĩ của mình. Riêng trong cái vấn đề mà suy giáp á, cái vấn đề ăn uống tập thể dục thể thao, nhiều khi không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề suy giáp thưa quý vị. Bởi vậy một khi mình uống á, là mình uống cả đời, chứ mình ngưng uống thì nó lại đưa đến cái tình trạng là không có đủ kích thích tố từ cái tuyến giáp trạng, gây ra rất là nhiều trường hợp không có may thưa quý vị. Lại Thì Vi cũng xin xin bổ túc thêm một chút, tại hồi nãy Vi dạ quên, thì cái uống thuốc này đó, đó trị với lại quý vị thì cái này là mình uống sáng hay uống tối gì cũng được, nhưng mà thông thường họ khuyên là nên uống buổi sáng trên cái bụng mà không có ăn gì hết, đúng thì đói. bụng đang đói khoảng chừng 1 tiếng trước khi mình ăn. Thì trong cái thời gian như vậy, khi mà cái bụng mình là đói không có gì trong đó, thì cái thuốc đó mình uống vào á, quý vị uống với lại nửa ly uống nước nha, thì trong cái trong bụng mình chưa có thức ăn gì hết trơn á, thì cái thuốc á nó thấm vào tốt hơn, nghĩa là nó có thể truyền đi cả người mình, như là tốt hơn là quý vị uống với lại thức ăn. Còn nếu mà quý vị uống buổi tối á, là phải uống bốn trước khi là phải uống bốn 4 giờ đó, 4 tiếng á, sau khi mà quý vị ăn cái bữa ăn tối. Thì ra vì thấy rất là thuận tiện nhất đó là vẫn là buổi sáng thức dậy bụng đói uống cái thuốc đó liền, rồi sau 1 tiếng đồng hồ sau rồi mới mới ăn uống. Thì cái đó nếu mà mình mà làm được như vậy thì cái trong cái cơ thể mình nó bắt đầu nó có một cái gọi là cái chu kỳ hay là cái thời khóa biểu, thì cái lượng TSH hay lượng kích thích tố của trong người mình á, lúc nào nó cũng đều 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 như vậy. Thành ra là nó dễ cho cái cơ thể mình nó hấp thụ và nó không có làm mình có những cái triệu chứng mà vừa lên cao hay là lên xuống thấp. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì một lần nữa trước khi mà kết thúc chương trình thì chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt quý vị, và hy vọng là trong những chương trình kỳ tới đó tiến sĩ Vi Hồ có thể là có những khách mời khác nữa đến để mà đóng góp cho chương trình, thì sẽ đưa đến cho quý vị những đề tài mà hy vọng rằng thì là ít nhiều giúp cho mình cải thiện cái cuộc sống cũng như cái sức khỏe của mình thưa quý vị. Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán thính giả của đài và hy vọng sẽ gặp quý vị lại trong chương trình kỳ tới.